xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Trọng Luân sinh ngày 22 tháng 9 năm 1952 tại Hà Nội. Nguyên là chiến sĩ trinh sát của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A Đồng Bằng, tham gia các trận đánh từ miền Trung, Tây Nguyên tiến vào Giải phóng Sài Gòn. Tháng 10 năm 1975, ông về Hà Nội học đại học, ngành kỹ sư chế tạo máy. Nguyễn Trọng Luân được biết đến như một cây bút có khả năng ở nhiều thể loại. Ông đã có bốn tập thơ được in, một tập truyện ký và một tập truyện ngắn. Bên cạnh đó, ông còn viết kịch, viết nhạc. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay về đề tài chiến tranh của ông mang tên Cây Đại Học. Chuyện được bình chọn là một trong số 10 truyện ngắn tiêu biểu của báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020. ấy, ngoài kia, đường ống đã vươn gần hết đất Trị Thiên, cấp trên nóng lòng đặt chạm, đẩy cho lối ngã ba về Quảng Nam của Nguyễn Kháng. Cán bộ binh chạm cùng đi với Kháng nói: "Không có cách nào khác là tuyến chạm này phải cho ống leo qua chỗ cây đại học, anh Kháng ạ." À? Kháng ngạc nhiên: "Cây đại học? Chỗ nào?" chỗ suối đá lối tắt lên trạm đó dốc nhưng tránh qua vực sâu chỗ ấy bộ đội chỉ hành quân mùa khô thôi mùa mưa lại tránh đi đường khác nguyễn kháng cùng bộ phận trinh sát tuyến đến suối đá cây đại học hôm ấy mùa khô buổi sáng trời trong veo veo cái suối đá là một khe lõm đầy đá tảng ngược lên núi đây chính là đoạn đường hành quân của bộ đội đi vào bao giờ đến đây họ cũng nghỉ giải lao để vượt dốc chính chỗ bộ đội hay ngồi nghỉ khiến những phiến đá nhẵn bóng ấy có một cây cao mọc giữa suối vươn lên trời cây gì chả biết vì ngước lên mệt lắm lần đầu tiên thấy có một cây cổ thụ giữa rừng nguyên sinh đầy những vết khảm vào thân cây tên người tên trường học khiến nguyễn kháng lạnh toát người kháng sở tay lên những dòng chữ trên thân cây xám nâu túi nhựa thâm đen lại đã hai lần đi Trường Sơn, kháng không lạ gì những tên người, tên quê hương khắc vào thân cây trên đường. Nhưng hôm nay, Nguyễn Kháng chỉ thấy tên người và tên trường đại học trên gốc cây này. Những dòng tên cao lên đến 2 mét thì dừng lại. Chắc những người lính vì vội hành quân không thể công kênh nhau lên cao nữa mà ghi tên mình được. Theo ngày tháng khắc trên thân cây, Nguyễn Kháng tìm ra một chi tiết, đó là cái tên khắc sớm nhất là Trần Khắc X, Đại học Kinh tế Kế hoạch. Kháng nhận ra hầu hết các trường đại học miền Bắc đều có tên ở đây. Mỗi tên trường, mỗi khác về kích cỡ chữ. Kháng nhận ra trường sư phạm thì chữ khác nghiêm túc chân phương. Trường kiến trúc thì bay bướm đẹp đẽ. Trường bách khoa thì viết tắt tài hoa. Tây Anh dừng lại ở cái tên Quốc Yên, Đại học Quân sự. Đây rồi, trường của mình đây rồi, Nước mắt trào ra, hệt như ngày trở về từ trường sơn lần trước khi anh xuống ga Hà Nội. Đêm hôm ấy, anh trở lại suối đá có cây đại học, quỳ xuống gốc cây, anh nói một mình. Các bạn ơi, các anh ơi, những cái tên này liệu ai còn trên mặt đất, ai đã nằm trong lòng đất? Hãy chứng giám cho tôi, tôi còn nên đặt đường ống leo qua dốc đá này không? Nếu đồng ý, cho tôi tắt kẻ chắn không đồng ý thì cho nó kêu lẻ. Tôi, Nguyễn Kháng, Đại học Quân sự đây, các anh ơi. Đúng lúc ấy, rừng im như gió, có tiếng tắc kẻ khô khốc vang lên. Nó kêu đến sáu tiếng thì dừng lại. Nguyễn Kháng ngửa mặt lên trời, những chòm sao li ti màu tím tím. Lần đầu tiên Nguyễn Kháng nhận ra những vì sao và cả ánh trăng nữa ở trường Sơn có màu tím mùa mưa, chạm sang dầu đóng trên đỉnh núi, nhìn xung quanh như biển, mù mẫm những xương như mây xám. Hôm nào loe nắng lên là bồng bềnh mây, mây bở ra như hơi nước trong nồi cơm sôi. Chỉ có phong lan là nở hoa chả cần mùa mưa hay mùa khô, nó cứ nở theo bản năng của nó, tinh khiết và chân thành, lặng lẽ. Loài hoa nào cũng vậy, không bao giờ nở vội, nở ép, mặc cho đạn bom mặc vầy vữa tác động của giống động vật bên cạnh nó cứ nở đúng mùa và thơm hương như vốn có bom hay đạn chả làm nó thay đổi đơm lụ khoe hoa trường sơn có nhẹ từ triệu triệu năm mới thấy tiếng nổ và khói lửa bản thân trường sơn không có khói không có nổ chỉ có hoa bướm và suối đẹp đẹp hoang hoải vậy thôi trường sơn là nơi bắt đầu cho những dòng sông nước việt chảy về phía biển và trường sơn cũng là ngọn nguồn cho những dòng sông chảy về hướng tây qua đất nước lào con người nói trường sơn là người cha nằm giang tay cho hai đứa con của người nằm gối đầu hai bên người cha trường sơn yêu thương hai đứa con hệt như nhau khi đường ống xăng dầu lúc chìm lúc nổi lúc chui qua suối lúc chìm vào rừng cây vươn qua dốc có cây đại học thì cũng là lúc đường hành quân của bộ đội phải đi lối khác đã qua một mùa mưa dòng suối té tung bọt đập vào thân cây đại học gieo vu vu suốt mấy tháng trời sang mùa khô, con suối lại trơ trắng, phơ phơ đầy những bướm vàng bướm trắng, bay rối tung lên. Nguyễn Kháng vẫn qua lại đây kiểm tra đường ống, mặc dù đường ống cách cây đại học cả trăm mét ẩn mình dưới rừng già. Mùa khô năm 1972, địch đánh dữ dội cả đêm cả ngày. Chúng quyết băm nát đường cung cấp xăng dầu từ miền Bắc vào đến cực Nam Trung Bộ của quân ta. Lúc ấy chạm của kháng, bổ sung hai cô lắp đặt và sửa chữa cơ khí ở hậu phương vào. Một cô tên Phượng, một cô tên Diệu đều là dân Nam Hà. Khỏi phải nói, cả chạm thích thú thế nào, chỉ có Nguyễn Kháng là lo. Chịu, chả thể biết anh lo về cái gì. Có một thứ của quý mà các cô gái mang vào, ấy là hai cuốn truyện Mẫn và Tôi và Dấu chân người lính vừa ra đời năm 1972 cũng không hiểu ai mách cho các cô mà trong ba lô của mỗi cô có nửa cân thuốc lá sợi đỉnh bảng. Lính trưởng Sương thì bảo, thuốc lá hay thuốc gì nữa cũng không bằng hình bóng của các cô gái nơi đây. Chiến trinh nó làm cho các chàng tráng sĩ hiểu ra rằng một nửa khác giới mới quan trọng nhất cho những chiến công. Trạm tiếp sức xăng dầu của Nguyễn Kháng là một loạt những căn hầm trên đỉnh điểm cao. Hầm quan trọng nhất là hầm đặt máy nổ và hầm chôn dầu nhớt phụ kiện cho máy tất cả hầm đều nửa chìm nửa nổi. Có những lúc hầm của trạm lẫn vào trong mây, có những lúc lại đầy tiếng chim hót và cả những chú khỉ nghịch ngợm nhảy vờn trên lán tá rừng. Hầm, họp tập trung của trạm, to bằng bốn cái chiếu đôi, có ảnh bác hồ. Hầm cho hai cô gái được đào sâu hơn và có vài chùm hoa phong lan treo ngoài cửa. Hầm mấy anh đàn ông thì ở cùng với trung đội trưởng Nguyễn Kháng. Ba cái hầm này làm thành kiềng tam giác vây xung quanh hầm máy một chiều máy bay đánh vào suối cây đại học. Bốn chiếc F-105 quăng đủ 16 quả bom phá xuống đoạn đá suối này. Chúng tưởng là phá tung đường ống leo lên núi ở đây. Nhưng không, không quân Huê Kỳ nhầm. Đường ống đâu có đi dọc suối. Bom của chúng chỉ làm đá vỡ, xô ẩm ẩm xuống chân núi. Ngớt bom, Nguyễn Kháng dẫn hai chiến sĩ đến kiểm tra đường ống. Trong nhập nhoạng dáng chiều khét lẹt thuốc bom, Kháng thất thần khi nhìn thấy cây đại học đổ gãy gập cành lá tung tóe tan tành gốc cây đại học tước ra từng mảnh nguyễn kháng bới một mảnh thân cây vỡ ra như cái mảnh thuyền đập lúa vẫn đẩy những cái tên trường đại học mang về anh vác cái mảnh thân cây ấy trong một đêm mùi khói bom và mùi lá rừng ngai ngái ngược dốc lên trại đêm ấy những vì sao trên đỉnh núi cũng lơ thơ tim tím đêm trường sơn có ngàn vạn con ve kêu lúc khuya càng những đêm mùa khô, Nguyễn Kháng càng cảm giác đỉnh núi nơi chạm anh đóng quân gần với những vì sao hơn. Nguyễn Kháng có thói quen định vị các trọng điểm đường ống của tuyến mình theo những chòm sao. Cái chòm hùng tinh ngay trên đầu cây muỗm cổ thụ là hướng cái đại học. Cái chòm thần nông ngay trên cụm phong lan trên cây chám chua ấy là phía trạm giao liên Z của đường dây 559 trong đêm chỉ nhìn sao trời thôi là lính chạm xăng dầu có thể đi ra chỗ lấy nước, đi về phía các binh trạm hay là đi ra chỗ nhà vệ sinh thật chính xác. Nguyễn Kháng ngồi trên rễ cây ia lồi trên mặt đất như một cái ghế dựa. Bên cạnh anh là mảnh vỡ thân cây đại học. Mùi khét thuốc bom không át được mùi thơm nhựa cây toát ra từ mảnh cây kỳ lạ ấy. Bỗng, tiếng ve im bặt. Kháng nghe thấy tiếng hát rất nhỏ, mà rõ như tiếng cào mảnh vỡ của hai cái bát sứ vào nhau, trói gắt, tròi lỏi vào màn đêm. Đó là tiếng hành quân, lộn nhộn, cả tiếng gọi nhau, rồi sau đấy cả tiếng trống như trống khai trường. Nguyễn Kháng bỗng hát theo như có người cầm nhịp. Bài hát lúc anh lên đường. Ta vượt trên triển núi cao trường sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn. Có một lần trong lúc đi quan sát chạm vào ban đêm, Nghe tiếng khóc từ hầm con gái, dù không cố tình, Nguyễn Kháng cũng phải lắng nghe. Anh là người quan tâm tình trạng tinh thần chiến sĩ của mình. Mày chưa gì đã khóc tao đây này. Cũng thế, chưa riêng gì mày à, mày mới 4 tháng, chứ tao thì 6 tháng chả tới hột nào. À, ừ nhỉ, sao cái nhà chị Mẫn cũng đi bộ đội như mình mà chị ta nhiều thế, đến phải dã cả rổ rau răm lấy nước uống. Ẻo ôi, hay là cái ông Phan Tứ ấy nói điêu. Tao thèm có nhiều cái ấy như chị Mẫn mày ạ. À. Rồi lại thấy tiếng cười khúc khích. Nguyễn Kháng mơ hồ hiểu ra chuyện của lính mình. Đêm ấy, anh soi đèn pin, đọc lại đoạn cô Mẫn, dã rau răm, lấy nước uống trong cuốn Mẫn và tôi. Giấy đã nương màu đất mà các anh giữ như báu vật trong hầm. Đọc xong, anh ta đứng trong đêm nhìn về miền Bắc, tròm sao hùng tinh, nhấp nháy cái cô gái tên Phượng, người cầu tõm, rất hay tọc mạch hỏi Nguyễn Kháng. Anh Kháng ơi, trường đại học mỏ là trường gì? Sao đại học lại có mỏ? Các cô bụng miệng cười. Kháng cười nhưng từng tức. Anh Kháng ơi, đây lại có cả trường công nghiệp nhẹ. Vậy là trường này kém trường công nghiệp nặng hả anh? Cái công nghiệp của anh Kháng nặng hay nhẹ? Nói rồi hai cô Phượng và Diệu lại ôm nhau cười mảnh thân cây đại học đặt dựng đứng như cái bảng đen gần chỗ bàn ăn cơm trên cửa hầm của trạm. Cái trạm tiếp sức cho đường ống treo đầy hoa phong lan từ ngày có hai cô gái miền Bắc vào. Quai lạ, có nhiều chùm phong lan đã vài năm không chịu nở hoa, bỗng ra hoa kể từ ngày trạm có hai cô gái. Cô dịu khoác lên cái mảnh cây vỡ ấy một giò phong lan đuôi trồn. Một hôm, cô để ý thấy Nguyễn Khá ngồi thẫn thờ rất lâu, bên mảnh thân cây có những cái tên trường đại học này dịu hỏi. Trung trưởng ơi, bao giờ hết oánh nhau, trung trưởng cho em mang cái mảnh cây này ra Bắc nhé. Em sẽ nhớ anh chị em chạm của mình lắm đấy. Đã từ lâu, kháng nghe quen cái tên trung đội trưởng của mình thành trung trưởng. Tiếng nói của các cô gái giữa rừng Trường Sơn nghe lạ lắm. Mọi câu nói của con gái ở trên Trường Sơn này như khắc sâu vào cây, vào đá, vào hang sâu, vào suối thẳm tới muôn đời sau. Họ bảo nơi thâm sơn cùng cốc mà có tiếng gái trinh, thì nó sẽ lưu lại đến vài trăm năm. Tiếng gái trinh thấm vào cây cỏ và hoa rừng. Con suối nào các cô gái đã từng tắm gội đời sau họ bảo, đó là suối tiên. Những tảng đá nơi các cô thay áo quần, những tảng đá đó mềm về đêm và hòn đá lại cứng vào lúc ban ngày khi mà trời lên. Mỗi khi nghe tiếng cười của họ là Kháng thấy mình hết mệt, tiếng cười của họ làm cho mưa cũng chóng tan, ve kêu cũng chóng lặng và đói khát cũng chóng quên đi. Dừng lại hồi lâu, Dịu nói tiếp. Trung trưởng khắc tiếp tên chạm mình vào mảnh thân cây này đi. Mình không đại học rồi cũng cố mà học trung trưởng nhỉ? Em sẽ lại treo hoa phong lan vào mảnh cây này cho nó bám dễ lên những cái tên kia. Bám lên tên mình, anh nhé. Dịu cười bẽn lẽn rồi tiếp. Em mà có con, em sẽ cho con em học lên đại học dù ăn đói ăn rau khoai nước đánh rậm mỏ cua em cũng sẽ cố cho con em đi học đại học như các anh lần đầu tiên thử hôm cơ đại học gãy nát thì bị bom mỹ nguyễn kháng rơm rớm nước mắt vì tâm sự của một đồng đội gái của trạm mình kháng nói ừ rồi chúng mình sẽ trở về và các em sẽ vào đại học sẽ nhớ mãi ước mơ đại học từ đỉnh trường sơn Nguyễn Kháng mở lớp học cho trạm. hai cô gái chăm học hơn mấy chàng đàn ông, cô nào cũng lấm lét nhìn trung đội trưởng. Nguyễn Kháng dạy cả văn, cả toán, gì chứ chương trình toán lớp 10 thi vào đại học với chàng kỹ sư đại học quân sự thật nhẹ nhàng. Kháng bảo mọi người, sau chiến tranh, nếu rời để cho mà về, thì ai cũng phải cố sống bằng thực lực, trình độ của mình, đừng hy vọng vào sự ưu tiên đâu, các cô các cậu nhé ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ, nhiều lúc các trò phải cố giỏng tai vì tiếng ve kêu rối ren như tơ vò trên cao. Những con ve kêu là đái, trang giấy có những giọt nước li ti. Một buổi trưa đang trụm đầu vào, nghe thầy Nguyễn Kháng giảng bài thì máy bay ò ẻ bay qua. Cũng như mọi lần nó bay chán rồi cút. Nhưng hôm nay, nó quay vòng lại hai lần. Kháng hô to, chạy vào hầm đi. Bom nổ, đất đá cảnh cây vang tối tăm mù mịt chỉ một loạt bom rồi thôi. Cả trạm chui ra, rũ rượi. Cái dịu kêu lên. Ôi, quần áo chúng em bay hết lên cây rồi trung trưởng ơi. Nhìn lên cao thôi thì những tấm áo cánh, quần lính, rách tung toang phấp với. Cái phượng đập vài dịu. Ôi giời ơi nhìn kìa. Tiếng kêu tịt ngắc lại. Phượng chỉ lên ngọn cây gắm. Có cái nịt vú treo lủng lạc. Hai cô ôm rúc đầu vào nhau, rồi quay ra nhìn Nguyễn Kháng. Kháng bám vào dây gắm to như cổ tay ngoằng ngoèo, trèo lên ngọn cây ám khói bom. Anh leo lên, tay vờn vờn mãi mới với được cái quang treo. Anh lấy được cái của quý ấy, vòng khoác vào vai, tụt xuống. Một vết thủng oai oăm của mảnh bom bé như cái cúc áo, xuyên qua cái chóp nhọn, khiến cái quả núi có một lỗ thủng. Các cô bẩn thần nhìn nhau. Nguyễn Kháng an ủi. Thôi, lát anh cuộn cho chỉ màu, thêu móc lại, thành bông hoa cho càng diện. Hai cô gái đấm nhau thủm thụp. Diện với ai hả trung trưởng ơi? Tối hôm ấy, hai cô gái đốt nhựa chám trong hầm, móc móc, khâu khâu, khuya lắm. Có những con suối trưởng sơn treo leo ngay lưng chừng núi đá. Cũng có những con suối chảy vòng vèo chân núi rồi đổ vào một cái hang đá rồi mất hút nó bất chợt ló ra ở một vách núi nào đó mà không ai biết rồi nó tìm đến với ánh sáng và hoa lá véo von chim muông hoa ở rừng trường sơn cũng vậy bao nhiêu kỳ thú ở trường sơn là ở loài hoa có những bất chợt người lính thấy hoa ở vách đá ở gốc cây ở ngọn cây cao vút trên ngọn cổ thụ ở những chỗ hố bom đào vào vách đá núi cũng vô số những loài hoa mà không biết tên nó là gì có lúc những đóa hoa đá nằm đáy suối long lanh đùa giỡn với những con cá bé ti ti đủ màu sắc vào mùa mưa có trăm ngàn con suối nhỏ trên đỉnh núi tưới nước trắng xóa xuống chân núi lúc ấy cả ngọn núi reo ầm ào tiếng nước va vào đá tiếng những đàn vượn đàn khỉ và chim muông ra kiếm ăn sau cơn mưa vừa tạnh mùa mưa cũng là lúc măng lồ ô mang le nhú mầm chạm tiếp sức của Nguyễn Kháng năm nào cũng phải bóc măng phơi khô, nhặt chám rừng, muối chua, cho vào các ống bương làm thức ăn dần. Một buổi trưa, Nguyễn Kháng đi kiểm tra đường ống, về gần trạm. Sau mấy trận mưa hôm trước, cái vách đá cạn sau trạm thành cái thác nước nho nhỏ trắng ngần. Anh dừng lại, nghe tiếng vượn tí hùn, tí hùn. Quái, hôm nay đàn vượn đến gần trạm thế. Kháng nâng súng lên định bắn, Dấu vượn tinh lắm, nó ngửi thấy mùi súng, mùi người liền chu lên két ke ké ke ké, rồi nhảy rào rào. Có tiếng người rú lên, kháng chạy nhào xuống suối. trung đội trưởng Kháng đứng sững như trời trồng. Phượng khỏa thân ôm ngực ngồi dưới nước mặt tái mét. Kháng quay lên nép sau bụi chuối rừng đợi Phượng mặc áo quần. Phượng luống cuống mãi mới lên được chỗ kháng. "Anh ơi, em tắm mà mấy con vượn nó ngồi trên cây nó nhìn em." Phượng khóc nức nở. Nó nhìn thấy em, Kháng luống cuống, e hẻm mãi rồi buột miệng. Tại anh cũng thấy em. Nói rồi trung đội trưởng Kháng bỗng thấy mặt mình nóng gian, tay muốn dơ ra dắt phượng lên khỏi suối, thì lại cứ bẻ gãy cổ cây chuối rừng, có đọn hoa đỏ đỏ. Đêm ấy Nguyễn Kháng ghi vào nhật ký, mình phải cương quyết, không hữu khuynh tư tưởng nơi đây tất cả trạm đều trông chờ tin cậy ở mình không thể làm mất thanh danh người chiến sĩ cách mạng dù mình biết mình cũng đã hiểu ánh mắt đồng chí mình nói lên điều gì hãy giữ cho trái tim chúng ta thật khỏe để truyền xăng dầu lên tận mặt trận đánh quân thù khuya rồi phượng và diệu ra ngồi cùng kháng ở khúc rễ cây cơ nia lồi lên như cái ghế tựa bên cạnh là mảnh cây đại học phượng nói đêm nào em cũng thấy tiếng cười tiếng thầy giáo giảng bài lại cả tiếng đàn tiếng hát ở mảnh vỡ cái cây đại học anh trung trưởng ạ dịu nói tranh vào em cố nghe xem có tiếng con gái không mà không thấy chỉ thấy họ hát họ hát hay lắm em nghe rõ mà ta vượt trên triển núi cao trường sơn đá mòn mà đuôi gót không mòn những ngôi sao như xà xuống ngay trên đầu họ những người lính trên trạm tiếp sức xăng dầu trên đỉnh núi hay bảo với nhau như thế, rằng họ rất gần với những ngôi sao trường sơn. Mùa khô năm ấy, lúc quân ta chuẩn bị mở màn đánh lớn vào Tây Nguyên, máy bay quần thảo dọc tuyến xăng dầu dữ dội. Các trạm tiếp sức đều bị bom phá, bom bi, đốt cháy. Hôm ấy Nguyễn Kháng không có nhà. Anh đi kiểm tra tuyến ống mình phụ trách. Trạm anh dính bom. Đường ống gãy gục xuống nhưng chưa vỡ, Phượng và Dịu cùng các chiến sĩ lao vào sửa chữa. "Phượng ơi, chị vác cho em hòn đá kê ống lên để em khóa colie." Không thấy Phượng trả lời. Dịu quay lại, thế Phượng ôm mảnh gỗ đại học kích ống lên, máu ràn ruộng trên thân gỗ. Dịu vừa ôm Phượng ra, rằng tấm gỗ ghé vai kê kích ống dầu. Một nắm tóc của Phượng bám vào mảnh gỗ đầy những máu đứt xoàn xoạt. Của nhà văn Nguyễn Trọng Luân. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện chúng ta vừa nghe nằm trong bối cảnh Trường Sơn năm 1971, những tháng ngày ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhân vật chính của chuyện là Trung đội trưởng Nguyễn Kháng, người nhận nhiệm vụ quản lý một trạm xăng dầu giữa rừng Trường Sơn và đặt các đường ống dẫn xăng dầu ẩn mình dưới rừng già. Hai nhân vật nữ xuất hiện sau nhân vật chính là Phượng và Dịu hai cô gái được bổ sung từ hậu phương vào giữ nhiệm vụ lắp đặt và sửa chữa cơ khí chính hai cô gái đã tạo ra một bầu không khí sinh động tươi tắn mới mẻ cho cả trạm xăng dầu cũng là tạo nên vẻ đẹp cho chuyện ngắn này giọng điệu trần thuật của tác giả cũng thay đổi kể từ khi xuất hiện hai nhân vật nữ người đọc sẽ còn nhớ thật nhiều những đoạn tâm sự giữa hai cô gái những câu nói đùa những phút thẫn thờ và cả những tình huống giờ khóc giờ cười của phượng và diệu trong sự tàn phá ác liệt của chiến tranh, những cô gái vẫn không nguôi ước mơ sau này được tiếp tục đi học. Tâm hồn họ vẫn trong trẻo như suối rừng, vẫn lãng mạn và đẹp như những đóa phong lan treo đầy quanh trạm. Trở lại với nhan đề của chuyện ngắn, đây thực sự là một cách gọi tên gây nhiều bất ngờ và ấn tượng. Cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đã xếp bút nghiên lên đường ra trận, rồi để lại những ký ức, những nỗi nhớ và cả bao mơ ước của mình khắc lên vỏ cây giữa rừng già biết bao người trong số đó đã ngã xuống để lại phần khắc tên như những dòng chữ cuối cùng trong cuộc đời phần kết của chuyện gây nhiều xúc động khi phượng trúng bom hy sinh tay vẫn ôm mảnh gỗ từ thân cây đại học để kê vào đường ống dẫn dầu chi tiết những sợi tóc của phượng mắc vào vỏ gỗ mà không ai nữa gỡ ra là một chi tiết đầy ám ảnh cái kết của chuyện tuy buồn thương nhưng nó không làm người ta yếu lòng trái lại sự hy sinh ấy như tiếp thêm sức mạnh cho những người đang sống để tiếp tục chiến đấu kiên cường. Chính họ sẽ viết tiếp những ước mơ cho bao đồng đội đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.